Hôm nay mình nghĩ hướng cho các bạn cách làm ma thuật hacker trên Windows. Đầu tiên, mà gỗ và copy đoạn này ở dưới phần mô tả. À, các bạn dán vào một các bạn nên đấy dán vào như cái đoạn này tôi để ở dưới mô tả. Sau đó các bạn nhưng mà ở đâu cũng được với định như là phần bát, là phần bát lại nhớ để chỗ save file ở đây là all file để nghe nhé, rồi ấn C. Bây giờ các bạn nhấn nút vào hai đây thì đây cũng chạy